Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội quý 4 năm 2023 mở rộng. Tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội đến từ các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã được thông tin các vấn đề chính trị, tình hình thời sự trong nước và thế giới thời gian gần đây, về hướng dẫn của Ban tuyên giáo Thành ủy triển khai chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội cũng đã được thông tin định hướng một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền trong thời gian tới.